Kính thưa quý vị, thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, các cấp mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng. Nhờ vậy, nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên rõ rệt, có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, tạo thói quen dùng hàng Việt trong đại đa số người dân. Ngay từ đầu năm 2021, Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2021, tham mưu Ban thường vụ tỉnh ủy ra quyết định củng cố thành viên. Trên cơ sở kế hoạch của Ban chỉ đạo cuộc vận động tỉnh, các ngành thành viên Ban chỉ đạo tỉnh và Ban chỉ đạo cuộc vận động các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện tại địa phương, đơn vị. Đồng thời, thường trực Ban chỉ đạo cấp huyện tiến hành rà soát tham mưu huyện ủy, thị ủy, thành ủy, củng cố Ban chỉ đạo cung cấp. Kết quả hoạt động trong năm 2021, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện cuộc vận động. Mục tiêu của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam là khuyến khích mọi người dành sự ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt Nam thay vì sử dụng hàng nhập khẩu từ nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam. Ban chỉ đạo đẩy mạnh việc hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá, phân phối, tiêu thụ hàng hóa, mở rộng thị trường, đưa hàng Việt Nam về vùng nông thôn, biên giới, các khu cụm công nghiệp, tạo điều kiện cho người tiêu dùng được tiếp cận với các loại sản phẩm, hàng hóa mang thương hiệu Việt Nam. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội phối hợp tổ chức 9 chương trình đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng như Tết Sum Vầy, Tết Yêu Thương, Tháng Công Nhân, Tháng Vệ sinh An toàn Thực phẩm, điểm bán hàng Việt ưu đãi với khẩu hiệu Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tại các khu cụm công nghiệp, khu chế xuất, xã biên giới cho người lao động tham gia mua sắm, nhằm tuyên truyền vận động nhân dân nhận thức đúng và hưởng ứng thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tiêu thụ, sử dụng hàng Việt là việc làm cụ thể của mỗi người dân, góp phần vào quá trình phát triển bền vững của đất nước, địa phương. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thường trực Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh tổ chức phát động cuộc thi ảnh Tôi yêu hàng Việt Nam trên mạng xã hội Facebook năm 2021, triển khai đến tất cả cán bộ, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và nhân dân trong tỉnh. Trong hơn 2 tháng diễn ra, từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến ngày 15 tháng 12 năm 2021, Ban tổ chức đã nhận duyệt và đăng 423 ảnh trên trang fanpage. Cuộc thi ảnh tạo ra sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng mạng, được đông đảo nhân dân hưởng ứng tham gia. Fanpage cuộc thi ảnh đã tiếp cận được trên 209.500 lượt người, có trên 79.800 lượt người tương tác, có 2.845 lượt người thích. Nhiều ảnh dự thi được đầu tư công phu về mặt kỹ thuật, tỉ mỉ, trình bày đẹp, chú thích rõ ràng. Có nhiều ảnh dự thi đảm bảo chất lượng, hình ảnh rõ, thể hiện đúng chủ đề, góp phần quảng bá sản phẩm thương hiệu Việt, thể hiện sự quan tâm đến cuộc thi. Cuộc thi nhằm tuyên truyền vận động nhân dân nhận thức đúng và hưởng ứng thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tiêu thụ sử dụng hàng Việt là việc làm cụ thể của mỗi người dân, góp phần vào quá trình phát triển bền vững của đất nước, địa phương. Cuộc thi cũng góp phần kịp thời giới thiệu, quảng bá về hình ảnh, chất lượng sản phẩm hàng hóa của Việt Nam, các sản phẩm của tỉnh để người dân có thêm thông tin chọn lựa, tin dùng. Mặc dù thời gian tổ chức cuộc thi không dài, hơn nữa tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhưng với sự hưởng ứng tham gia của đông đảo thí sinh, nhiều ảnh không đạt giải nhưng chất lượng tốt, đầu tư kỹ lưỡng. Do số giải thưởng có hạn, hơn nữa thi thì sẽ có người đạt giải, có người không đạt giải nhưng đều rất đáng trân trọng. Đề tài dự thi phong phú đã cho phép các tác giả tự do sáng tác, dễ dàng thực hiện nhiều nội dung đa chiều, phản ánh sinh động đặc trưng các sản phẩm của quê hương Tây Ninh. Điều thú vị là các bức ảnh có thể được chụp bằng máy ảnh, thậm chí chỉ bằng điện thoại thông minh nhưng đều có chất lượng, độ nét cao và là ảnh gốc không qua chỉnh sửa nên tính chân thật, các tiêu chí về nội dung, ý tưởng, bố cục, ánh sáng và đường nét, yếu tố về mặt thẩm mỹ, hình ảnh, nội dung được đảm bảo. Theo đánh giá của Ban tổ chức cuộc thi, các tác phẩm tham gia cuộc thi lần này có bố cục, kỹ thuật chụp tốt, bắt được những khoảnh khắc rất chân thật, có ý nghĩa sâu sắc, tôn vinh được nét đẹp, sự thân thiện, tận tụy, nhiệt tình, trách nhiệm của người lao động. Thông điệp của bức ảnh có sức lan tỏa để người xem nhìn vào có thể cảm thấy tự hào về sức sáng tạo của người Tây Ninh. cuộc thi đã tạo ra một sân chơi mới, khơi dậy niềm đam mê, sức sáng tạo của đoàn viên, người lao động đối với nghệ thuật nhiếp ảnh, khích lệ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. Đồng thời thông qua cuộc thi, ban tổ chức cũng tuyển chọn được các tác phẩm có nội dung và ý nghĩa sâu sắc, giàu tính nghệ thuật đăng trên mạng xã hội nhằm tạo sự lan tỏa trong cộng đồng mạng. Qua 3 vòng chấm sơ loại, sơ khảo và chung khảo, cùng với điểm số lượt nhấn like và share trên fanpage, ban giám khảo đã chọn ra 16 ảnh có chất lượng tốt nhất và một tập thể có số ảnh dự thi nhiều nhất để trao giải. Thí sinh Nguyễn Thị Yến Nhi, chi đoàn cơ sở thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch với tác phẩm Trà Tâm Lan, sản phẩm vì sức khỏe đạt giải nhất. Thì đến với cuộc thi ảnh tôi yêu hàng Việt Nam thì tôi chọn cái sản phẩm là Trà Tâm Lan, sản phẩm vì sức khỏe. Tại vì đây là một cái sản phẩm mà nó giống như là đặc trưng của tỉnh Tây Ninh mình vậy đó. Khi nhắc tới tỉnh Tây Ninh mình thì hiện tại thì có 3 cái sản phẩm mà đạt cái chuẩn hàng Việt Nam chất lượng cao, là trong đó có Trà Tâm Lan. Đây là cái sản phẩm mà nó 100% từ thiên nhiên, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Tại vì trong cái giai đoạn hiện nay như chúng ta biết là những cái sản phẩm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng nhan nhản trên thị trường, thì việc mà người tiêu dùng chọn đúng cái sản phẩm tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng sẽ rất là tốt. Và tôi muốn quảng bá cái hình ảnh của cái sản phẩm Trà Tâm Lan này đến với người tiêu dùng trong và cũng như là ngoài tỉnh, và đó chính là lý do và tại sao tôi chọn cái sản phẩm này. Cái tác phẩm dự thi của tôi là tôi đang ngồi thưởng trà, là giống như là cái nét đẹp văn hóa của người Việt Nam mình đó là sẽ là uống trà, và đó là cái ý tưởng mà tôi dự thi cái tác phẩm này. Giải nhì thuộc về 2 thí sinh Đỗ Hoàng Trung, giáo viên trường tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Tây Ninh với tác phẩm Gạo ST25 thơm ngon thượng hạng. Đến với hội thi lần này thì tôi đã tham dự với tác phẩm là Gạo ST25, và lý do tôi chọn tác phẩm này bởi vì là như tất cả mọi người đã biết thì gạo là một trong những hàng ngọc rất quý giá và đã gắn bó với con người Việt Nam từ rất là lâu đời. Chính vì ý nghĩa đó tôi đã quyết định chọn hạt gạo là sản phẩm dự thi của mình. Và như tất cả mọi người đã biết, gạo ST25 không chỉ là nổi tiếng ở trong nước mà còn nổi tiếng và mang thương hiệu ra cả thế giới, với tinh thần phát huy vai trò cũng giống như là tôn vinh giá trị của hàng Việt Nam, thì tôi đã quyết định lựa chọn sản phẩm này để tham dự cuộc thi, và cũng rất may mắn khi mình đã được giải nhì trong hội thi ngày hôm nay. Và trong quá trình thực hiện tác phẩm dự thi cũng có rất nhiều thuận lợi cũng như là rất nhiều khó khăn. Vậy thì tôi cũng xin được nêu một số cái chia sẻ của mình trong quá trình tham dự hội thi của mình. Thứ nhất đó chính là về mặt thuận lợi. Thì thuận lợi ở đây đó là mình là một người trẻ thì mình cũng có rất nhiều ý tưởng, cũng như là có một sự nhiệt huyết, cũng như là những sự say mê, cũng như là một cái niềm tin yêu đối với hàng Việt Nam. Còn về khó khăn thì tôi nghĩ thì nó chỉ là một số cái khó khăn, ví dụ như là mọi người thấy là tác phẩm dự thi của mình thì phải thực hiện ở ngoài cánh đồng. Thì lý do mà tôi chọn cái cánh đồng đó, bởi vì là nó phù hợp với sản phẩm. Chính vì cái điều đó thì nó cũng có một vài cái khó khăn, đó chính là muốn chụp hình cái cánh đồng thì cánh đồng của người dân, thì tôi phải liên hệ phải xin phép với người dân thì mình được sử dụng cái hình ảnh và sản phẩm cũng giống như là cái bối cảnh là cánh đồng. Thì đó là một số cái chia sẻ của tôi. Chính vì bởi vì cái sự rất là yêu thích những cái sản phẩm thảo dược mà của thuần Việt, sử dụng từ trồng trên đất Việt và do chính người lao động Việt Nam sản xuất. Em đã yêu thích những cái thảo dược này từ nhỏ, cho nên là khi mà có cái sản phẩm này được một cái chị bạn giới thiệu thì em đã sử dụng qua rất là nhiều lần và rất là tin dùng và yêu thích, cho nên là em đã chọn cái sản phẩm này để dự thi. Theo em thì khi mà mình đã tham gia dự thi thì bất cứ cuộc thi dù nhỏ hay lớn thì mình phải có một cái sự nghiêm túc về cái nghiêm túc từ cái việc hình ảnh cho đến việc chọn sản phẩm, và cái việc sao chép hình ảnh thì em nghĩ đặc biệt đối là cuộc thi ảnh thì càng không nên, bởi vì nó không có mang lại một cái sự sáng tạo, sự đầu tư nghiêm túc. Để ổn định thị trường, bảo đảm cung ứng hàng hóa phục vụ cho người dân trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan, triển khai các văn bản yêu cầu gửi đến hệ thống siêu thị Co.opmart, hệ thống Bách Hóa Xanh, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ Hùng Duy và các doanh nghiệp tham gia cung ứng, phân phối hàng hóa trên địa bàn tỉnh, có kế hoạch tổ chức sản xuất, huy động nguồn cung, vận chuyển, dự trữ, xây dựng kế hoạch phục vụ các nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân và phòng chống dịch trên địa bàn. đồng thời đảm bảo tăng số lượng hàng hóa dự trữ với giá cả ổn định, tổ chức tốt phương án vận chuyển, cung ứng hàng hóa thiết yếu cho một số khu vực theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, kịp thời cung cấp thông tin, địa chỉ, số điện thoại, người quản lý khu vực siêu thị, hệ thống Bách Hóa Xanh trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân tiện liên hệ mua sắm và được hỗ trợ cung ứng hàng hóa đầy đủ, kịp thời. Thành lập tổ điều hành bãi hàng hóa, nông sản tại trạm xăng dầu Suối Sâu, An Tịnh, Trảng Bàng để đảm bảo hoạt động vận chuyển, trao đổi hàng hóa, nông sản thiết yếu giữa Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện cuộc vận động còn một số khó khăn hạn chế do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên một số cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn phải tạm ngưng hoạt động, làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân. Sự liên kết giữa nhà sản xuất, kinh doanh với người tiêu dùng chưa thật sự chặt chẽ. Công tác quản lý nhà nước của một vài ngành chức năng đôi khi thiếu sự phối hợp. Tình trạng hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn xuất hiện nhiều trên thị trường, làm hạn chế hiệu quả của công tác tuyên truyền vận động. Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam có ý nghĩa sâu sắc, tầm quan trọng cả trước mắt cũng như lâu dài đối với sự phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước. Vì vậy, cuộc vận động đòi hỏi cả hệ thống chính trị các cấp, doanh nghiệp, gia đình, mỗi người dân với tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức, trách nhiệm, hãy hành động thiết thực, tham gia hưởng ứng, góp phần đem lại lợi ích quốc gia, hình thành nét văn hóa tiêu dùng tốt đẹp trong cộng đồng dân cư địa phương, thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt Nam tiếp tục phát triển. Quý vị và các bạn thân mến, chương mục Đại đoàn kết toàn dân của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh đến đây sẽ được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Thân mến, chào tạm biệt.